Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã tổ chức điểm cầu trực tuyến để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn kính viếng dâng linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các ngành và địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh tế tập thể Hợp tác xã 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia, tại hội trường Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Trà Vinh, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức điểm cầu trực tuyến để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn kính viếng dâng linh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, từ sáng sớm, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiểu Cần đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại văn phòng huyện ủy Tiểu Cần. Chia sẻ với chúng tôi, cán bộ, đảng viên đang công tác ở huyện Tiểu Cần đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Sinh thời gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần những lời dạy quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Tiểu Cần đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong đó đã xây dựng thành công tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong thời gian qua, huyện ủy Tiểu Cần đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là luôn quan tâm tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Theo báo cáo của huyện ủy Tiểu Cần, hiện nay đảng bộ có trên 4.200 đảng viên, trong đó có 1.200 đảng viên nữ, 800 đảng viên là đồng bào dân tộc Khmer. Bày tỏ với chúng tôi về tình cảm của nhân dân huyện Tiểu Cần đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Đinh Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tiểu Cần, ngậm ngùi cho biết. Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có đến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Thì tôi cũng rất vinh dự được gặp bác. Thì bác là một người rất là ôn hòa, điềm đạm và dễ gần gũi. Hiện nay thì tôi đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần. Lúc sinh thời thì bác rất là quan tâm đến công tác hội cũng như phong trào phụ nữ. Đặc biệt là cái công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cái việc thực hiện bình đẳng giới. Đối với bản thân tôi cùng với người dân cũng như là cán bộ, hội viên, phụ nữ của huyện Tiểu Cần thì rất là đau buồn và vô cùng thương tiếc đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một vị lãnh đạo là hết lòng vì đảng, vì đất nước và vì nhân dân. Còn ông Thạch Ngọc Khai, Phó phòng dân tộc huyện Tiểu Cần bày tỏ thêm rằng: trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bản thân tôi và cán bộ công chức cũng như là người dân thì là vô cùng thương tiếc. Sự ra đi của bác là một sự mất mát to lớn đối với đất nước cũng như là nhân dân Việt Nam. Thì bản thân tôi thì thấy bác rất là gần gũi và gắn bó với nhân dân. Cái sự gần gũi của bác là một cái trung tâm đoàn kết toàn dân tộc. Bác đã cùng với Bộ Chính trị đã đưa ra những chủ trương cũng như là cái sách đối nội đối ngoại góp phần là phát triển đất nước và giúp cho người dân ấm no hạnh phúc trong thời gian qua. Tại thị xã Duyên Hải, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao địa phương này cũng tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức tham gia lễ viếng Tổng Bí thư qua hình thức trực tuyến. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Duyên Hải cho biết, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đơn vị này đã xây dựng nhiều chương trình tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thông về công ơn to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngoài ra, trung tâm còn tuyên truyền trên bảng thông tin điện tử tại các khu vực công cộng
trên mạng xã hội để nhân dân địa bàn hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư. Tại huyện Cầu Kè, ngay từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ở xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè đã có mặt đông đủ tại hội trường trực tuyến để chờ đợi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia sẻ với chúng tôi về sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ông Thạch Minh Kha, trưởng công an xã Phong Thạnh cho biết là ông rất bàng hoàng và đau đớn khi hay tin Tổng Bí thư đã đi xa. Theo ông Kha, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng ông. Ông Thạch Minh Kha xúc động cho rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta và đất nước ta ngày càng vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Điều nhận thấy rõ nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh, không ngừng được cải thiện, tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư và giữa các dân tộc anh em ngày càng thêm thắt chặt. Từ cái đi của đồng chí Tổng Bí thư, đối với bản thân tôi thì bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Chúng tôi nguyện khắc ghi và hành động theo tấm gương sáng của đồng chí Tổng Bí thư trong học tập, lao động, công tác. Chúng tôi luôn phấn đấu, quyết tâm với tinh thần tâm sáng, chí sáng, hoài bão lớn, xứng đáng với sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư, một người lãnh đạo, một người cộng sản kiên trung và tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư. Cả cuộc đời vì nước vì dân, câu nói của đồng chí Tổng Bí thư đã khắc sâu trong tâm của chúng tôi và nhiều đồng nghiệp khác, đó là danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Lãnh đạo Đảng ủy xã Phong Thạnh cho biết, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta đã phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt là đã khẳng định vị thế quốc gia trong khu vực và quốc tế. Tại xã Phong Thạnh, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ, đến thời điểm này, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với thu nhập bình quân đầu người gần 70 triệu đồng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,02%. Đạt được những thành tựu đó, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Phong Thạnh càng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua. Trước vong linh của người, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thạnh nguyện sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng để quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Thì nói chung thì đồng chí Tổng Bí thư thì có nhiều cái chỉ huấn sâu sắc về cái công tác xây dựng đảng. Thì trong cái thời gian tới để tiếp tục cái di nguyện của đồng chí, thì cấp ủy chính quyền xã Phong Thạnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm như sau. Cái thứ nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 12 về xây dựng cái đội ngũ cán bộ vừa có tâm vừa có tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cái vấn đề thứ hai là tiếp tục rèn luyện cái đạo đức cho cán bộ đảng viên để tiên phong gương mẫu đi đầu và xem cái danh dự là cái điều thiêng liêng nhất. Và cái vấn đề thứ ba là xây dựng một cái tập thể là đoàn kết thống nhất và gắn bó mật thiết với nhân dân. Theo thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cùng ông Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy Trà Cú đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Trà Cú. Đoàn đã đến thăm tặng quà cho thương binh Võ Văn Thọ, gia đình bà Nguyễn Thị Kỉnh cùng ngụ ấp Giàm, xã An Quảng Hữu, thương binh Giang Thành Quân, ấp Bảy Sao Chót và thương binh Thạch Thị Sương, ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, thương binh Nguyễn Thạch Dân, ấp Trà Lét, xã Thanh Sơn, thương binh Lâm Văn Lập, ấp Giàm Trai A,
thương binh Thạch Phát, ấp Bến Bà, xã Hàm Tân. Gia đình bà Kim Thị Dậu, mẹ liệt sĩ, ấp Trà Tro và ông Kim Chuột, bệnh binh, ấp Trà Tro C, xã Hàm Giang. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Hiếu đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chúc các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách luôn vui khỏe, hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Hiếu mong rằng các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, cố gắng vươn lên, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chăm lo hơn nữa để các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dịp này, ông Nguyễn Quốc Phương, bí thư huyện ủy, cũng đã trao quà cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Trà Cú đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, chúc các gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Trà Vinh và bà Nguyễn Minh Thuy, phó bí thư thường trực huyện ủy Châu Thành đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm đã đến thăm tặng quà cho thương binh Nguyễn Ngọc Sương ở khóm 1, thương binh Nguyễn Văn Đúng và ông Châu Văn Thôi hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở khóm 2, gia đình trung tướng Sơn Cang, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an ở khóm 4. Tại các gia đình đến thăm, bà Nguyễn Thị Minh Tâm đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các gia đình, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc và chúc gia đình sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng về đạo đức, lý tưởng, lòng yêu nước để các thế hệ con cháu noi theo. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Minh Tâm cũng mong muốn các thành viên trong mỗi gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngày 24 tháng 7, ông Lê Thanh Bình, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Minh Bảnh, phó bí thư thường trực huyện ủy Cầu Ngang đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách Lê Thị Lệ, vợ liệt sĩ ở ấp Thuận An, xã Thuận Hòa, thương binh Trương Thị Sộ ở ấp Quyền Đức, xã Long Sơn, bà Thạch Thị Dân, mẹ liệt sĩ, ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, bà Quỳnh Thị Nhung, người có công nuôi liệt sĩ, ấp Nô Lửa B, xã Nhị Trường, bà Dương Thị Năm, vợ liệt sĩ ấp Trong Giang, xã Trường Thọ và Thạch Nhất, ấp Phiêu, người có công cách mạng, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến của các gia đình chính sách và tặng các gia đình chính sách một phần quà. Đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn khắc ghi những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của địa phương, gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới các gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng Đảng, chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới ngày một giàu đẹp, dân mình. Tại thị xã Duyên Hải, ông Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo thị xã Duyên Hải đang cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát của các gia đình chính sách, cũng như những đóng góp cống hiến của những người đã hy sinh và những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Lãnh đạo thị xã mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ngày 24 tháng 7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh tế tập thể hợp tác xã 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Các mô hình, hợp tác xã, sản xuất gắn với chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thành lập mới 56 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác toàn tỉnh 1.685 tổ. Ngoài ra, tỉnh còn thành lập mới 12 hợp tác xã, đạt 120% so kế hoạch năm, tăng 40% so cùng kỳ. Tổng số hợp tác xã hiện có là 163, trong đó có 122 hợp tác xã nông nghiệp. Các tổ hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao, liên kết, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ nay đến cuối năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tư vấn, hỗ trợ thành lập mới thêm 3 hợp tác xã,
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho các đơn vị thành viên, tập trung hỗ trợ nguồn lực xây dựng và nâng chất các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tăng giá trị nông sản tỉnh Trà Vinh vươn xa trên thị trường. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh đã bầu kiện toàn 7 ủy viên ban chấp hành khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tặng cờ thi đua và bằng khen Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho hợp tác xã dẫn đầu các hợp tác nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Hội nông dân huyện Trà Cú vừa tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đến dự có ông Quảng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Trà Vinh. Trong 6 tháng đầu năm, Hội nông dân huyện Trà Cú đã hoàn thành và vượt 20 trên 29 chỉ tiêu của năm 2024. Trong đó, các cơ sở hội trong huyện đã nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp hội viên hướng về cơ sở, qua đó giúp nâng cao hiểu biết, có trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng vươn lên làm giàu từ chính thửa ruộng, mảnh vườn của gia đình. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, các cơ sở hội vận động hội viên nông dân hiến 9.240 m2 đất, 2.600 ngày công và 982 triệu đồng hỗ trợ xóa 116 nhà tạm, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo bộ mặt mỹ quan nông thôn, đồng thời giúp 135 hộ thoát nghèo, vận động 17.000 hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân, kiện toàn 15 câu lạc bộ chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến dự và phát biểu với hội nghị, ông Quảng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh lưu ý, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Trà Cú cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ hội viên và tập hợp lực lượng nông dân trên địa bàn huyện tham gia vào các phong trào do hội phát động. Trong đó, tuyên truyền để nông dân thay đổi tư duy, cách nghĩ trong sản xuất nông nghiệp hiện tại theo hướng sản xuất hướng đến phục vụ thị trường, nhất là ngày càng có nhiều sản phẩm của nông dân được giao dịch trên sàn thương mại điện tử, góp phần xây dựng nông nghiệp nông dân nông thôn theo hướng hiện đại văn minh. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cầu Kè vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý 2 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Trong quý 2, trên địa bàn huyện Cầu Kè có gần 1.600 lượt hộ được vay với tổng nguồn vốn hơn 36 tỷ 200 triệu đồng từ các chương trình tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, vay cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng tổng dư nợ các chương trình cho vay tín dụng đến hết tháng 6 năm 2024 gần 500 tỷ đồng với hơn 15.000 lượt hộ vay. Về chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, hiện toàn huyện có 310 tổ, qua đánh giá xếp loại có 252 tổ tốt chiếm trên 81%, 48 tổ khá chiếm 15,5%, có 11 trên 11 xã thị trấn được xếp loại chất lượng tín dụng tốt. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đề nghị phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong thời gian tới tăng cường phối hợp với các địa phương và hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về chính sách tín dụng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ huyện đến xã thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động quỹ thác, làm tốt công tác huy động tiền gửi từ cộng đồng dân cư để bổ sung nguồn vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung rà soát và giải ngân các nguồn tín dụng theo kế hoạch, không để tồn động vốn, nhất là vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2024. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các nguồn vốn quỹ thác thông qua hội đoàn thể, đảm bảo đúng đối tượng, theo dõi, kiểm tra các hộ vay vốn, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả, đôn đốc nhắc nhở các hộ vay hoàn trả vốn đúng thời gian đáo hạn. Ngày 24 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức triển khai hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia năm 2024. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, trung bình hàng năm cả nước có trên 200 bệnh nhân có các bệnh lý liên quan đến rượu bia và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia được xếp thứ 9 trên thế giới. Với tác hại của rượu bia, Quốc hội đã ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia, bao gồm những quy định về biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, biện pháp quản lý việc cung cấp giảm tác hại và các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia. Và mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn. Để thực hiện hiệu quả công tác này, ngành y tế tỉnh đã triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia với mục tiêu là nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rượu bia, giúp mọi người thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia và các văn bản có liên quan đến rượu bia,
bên cạnh đó sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định phòng chống tác hại của rượu bia nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Cầu Kè là huyện có địa hình nằm trên sông Hậu nên hàng năm vào mùa mưa thường chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác động của triều cường, mưa bão gây sạt lở các tuyến đê bao, nhất là các địa phương nằm cặp tuyến sông Hậu như Hòa Tân, Ninh Thới và An Phú Tân. Hiện nay trên địa bàn huyện Cầu Kè có hàng trăm mét đê bao đang xảy ra tình trạng sạt lở, đe dọa đến cuộc sống, sinh hoạt và đất đai sản xuất của người dân. Chính vì vậy, cần sớm có giải pháp để khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do sạt lở đê bao gây ra. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cầu Kè, trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của mưa bão kết hợp triều cường dâng cao đã làm cho một số tuyến đê bao trên địa bàn huyện bị sạt lở, nhất là ở những đoạn không có kè chắn sóng, những khúc cua, ngã ba, ngã tư sông đe dọa đến an toàn của thân đê. Theo khảo sát thống kê mới đây, thì toàn huyện Cầu Kè có 15 điểm đê bao bị sạt lở, với tổng chiều dài gần 1.000 mét, tập trung nhiều ở các xã nằm ven sông Hậu như An Phú Tân, Hòa Tân, Ninh Thới. Trong đó có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng ở xã Hòa Tân và Ninh Thới, có tổng chiều dài hơn 210 mét. Hiện tại các điểm này có đoạn sạt lở lấn sát vào chân đê. Nếu không có giải pháp khắc phục sớm, nguy cơ dở đê là rất lớn. Khi đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 200 hộ dân sống trong khu vực, 2 trường học, khoảng 250 hecta diện tích rừng cây ăn trái của người dân và 1 điểm tín ngưỡng tôn giáo. Bà Trần Thị Mộng Qua ở ấp An Bình, xã Hòa Tân, trong những ngày ảnh hưởng mưa bão vừa qua, luôn nơm nớp lo sợ vì hiện tại tuyến đê bao trước nhà đã bị sạt lở nghiêm trọng, có chiều dài hơn 20 mét mà chưa được khắc phục. Bà Qua cho biết, trước đây ở khu vực này khoảng cách từ chân đê ra đến sông có hơn 20 mét. Tuy nhiên do ảnh hưởng của triều cường dâng cao kết hợp gió lớn, thay đổi dòng chảy, việc chặt phá cây chắn sóng, khai thác cát trái phép đã làm tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Tại khu vực này, tình trạng sạt lở đã ăn sâu vào sát đường giao thông, tạo hầm ếch rất nguy hiểm. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, sẽ có nguy cơ làm sạt lở đường giao thông và ăn sâu vào khu vực nhà ở của nhiều hộ dân. Hồi xưa là đất nó ra tới ngoài đó là cả công, mà bây giờ nước thì đầu nguồn đổ xuống thì là nó sạt, nó mất cả hơn nửa công ta rồi, gần cả công đất rồi. Mà bây giờ nó đã sập cả cặp cái cặp sắt mới lộ. Nên giờ tôi cũng tha thiết nhờ các cấp chính quyền, nhà nước ủng hộ làm cái bờ kè để chắn nước lại, chắn những cái nước đầu nguồn xuống, tránh các cái sự sạt lở mé thiệt hại của dân và của lộ là của nhà nước. Là người dân ở đây sống thì nhờ có cái bờ đê để chắn giữ nước. Nếu mà để sạt vậy thì cái lộ nó vừa hư vừa bị thất thoát nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa, nuôi chăn nuôi cũng khó, dường từ cây cối nó bị ngập úng nữa. Giờ tôi tha thiết yêu cầu là các cấp và lãnh đạo chính quyền nhà nước giang tay ra để giúp đỡ cho bà con chúng tôi có cái bờ đê vững chắc, đóng hàng cừ để chắn nước vững chắc cho cuộc sống của bà con ở đây. Trước thì con lộ này nó cách bờ sông là khoảng 20 mét, nhưng mà do một thời gian do triều cường và mùa gió nam là nó đánh lỡ hàm ếch vô là từ đây giờ nó đã sát chân lộ rồi, nên nó rất nguy hiểm. Cái tuyến đường này không biết là nó gây xong vào lúc nào sẽ cắt ngãn đường giao thông và mất cái đời sống an ninh của người dân đây là về qua màu và đời sống, nên là chúng tôi rất mong nhà nước sớm đầu tư khắc phục lại, làm gò đá đóng kè bê tông để giữ được cái đê bao này. Đó là điều chúng tôi rất mong muốn ở chính quyền địa phương cũng như chính quyền tỉnh, huyện. Nếu không sớm làm thì cái con đê này nó sẽ xuống sông bất cứ lúc nào. Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn huyện Cầu Kè liên tục xảy ra nhiều điểm sạt lở. Mặc dù chưa gây thiệt hại, nhưng đã làm cho nhiều hộ dân sống trong khu vực thấp thỏm, lo sợ. Ông Cao Văn Dương ở ấp Rạch Đồi, xã Ninh Thới, cũng như một số hộ dân sống trong khu vực lân cận, trong những ngày qua đứng ngồi không yên khi chứng kiến đoạn đê bao gần nhà bị sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù trước đây ở khu vực này đã được gia cố hàng cừ, tạo dành đai chắn sóng khá kiên cố để bảo vệ thân đê. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước biến đổi phức tạp của thời tiết đã làm cho khu vực này sạt lở ngày một nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân ở đây.
Trước đây thì từ cái mấy lộ này đi ra ngoài sông là khoảng hơn 550 mét, nhưng mà thời gian là nó đã lỡ vô trong cái chân lộ này thì nó khoảng mất đi đất ngạt là khoảng là 50 mét. Nó như vậy là cái con đê này một khi làm rồi, nhưng mà là cái chân đê này nó cũng còn bị là tôi thấy là còn yếu, nó sẽ còn bị sạt lở. Thì cái nguyện vọng của dân ở đây là mong muốn làm sao để mà kè cái con chân đê này được bảo đảm để giữ nước, giữ đê để mà chống lũ, để cho bên trong là bà con người ta an tâm trồng cây hoa màu, để mà cho dân mà được hưởng cái cảnh là an tâm, không còn là lo là hồi hộp gì nước lũ là sạt lở bờ đê. Đó là nguyện vọng của dân. Trên tuyến đê bao ven sông Hậu trên địa bàn huyện Cầu Kè đã từng bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng trong những năm qua. Bởi đoạn sông này có dòng chảy xiết, nhiều phương tiện giao thông thủy qua lại. Dự báo thời gian tới, việc sạt lở đê bao ven tuyến sông Hậu sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn. Do đó, công tác phòng tránh sạt lở đang được huyện Cầu Kè thực hiện nghiêm túc. Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở, xây dựng, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai, sạt lở phù hợp với từng địa bàn. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp. Chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực còn lại nhằm hạn chế việc lan rộng quy mô sạt lở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để không ngừng nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là nâng cao ý thức phòng chống sạt lở bờ sông, đê bao. Mặc dù công tác phòng chống ứng phó với thiên tai thời gian qua được huyện Cầu Kè triển khai thực hiện khá đồng bộ, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của thiên tai, bão lũ, triều cường thì vấn đề sạt lở đê bao, bờ bao ngày càng gia tăng cấp độ gây hại. Hiện các điểm sạt lở lớn dọc sông Hậu, chi phí đầu tư khắc phục, gia cố vượt tầm tay của địa phương nên rất cần sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.